ví dụ 7 năm còn 5 năm ví dụ vậy là hết, chứ không thể nào. Còn những cái tội khác cộng 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 nữa chưa tính đó nha, mới có tội lặt lội đó là quan trọng nhất. Nay con thấy thầy ốm á thầy, thầy có ăn được không ạ? Không có tiền cũng không à? nổi, tiền tỷ không có, xe hơi có anh chiếc khe, có 100 chiếc khe vậy được 1.000 chiếc khe rồi. Dạ con thấy nay thì ốm chắc tại Không vì tiền, cái môi nó hành đó thầy, không có đâu, không có tiền tỷ vậy. tại vì không có tiền Ừ, không có tiền nên ăn chuối hơn thầy. Ăn chuối chiên ai mua vậy thầy? không biết ai mua ăn Bê lóc mất tiêu. ngon mua đó. Dạ thầy đi từ sáng giờ hả thầy? Thì chưa Thầy đi nhận anh chị đó 10 thầy đi hay sao thầy? Có xe hơi tiện ha, muốn chở hay đi đâu cũng được. Con phải sắm một chiếc xe hơi để con chở hay đi mới được. Thầy dám đi không thầy? ai rước thì không lái được, em sẽ đợi thầy rước cho thầy, thầy chở cho thầy ngồi lái cho không quen. Thầy có bằng hả thầy? Thầy có bằng đó rồi, nếu bằng Bằng con coi mấy cái bằng á dạ không đủ thì lấy cái bằng thầy học làm sao nó y chang vậy thầy, chứ hay là sao thầy làm được, không có gì mà thầy làm được. dạ cái gì thầy cũng mua hết Vô phải trơn. qua thi cử. Dạ Ai mà dám đùa giỡn được. pháp luật của Việt Nam mình hay lắm thầy, cho nên không có người dân nào dám đùa giỡn hết trơn. Dạ thầy đi như vậy rồi thầy có ăn gì không thầy? Ăn món đặc sản là phai mì á thầy, có ăn phai mì không thầy? Dạ chui hầm chắc tối hồi đó con chui hầm lúc con mười mấy tuổi, lúc đó hầm hẹp lắm mà tối hôi à. Mà nay ở chợ nó người ta bán đồ này kia quá trời luôn, mất hết vẻ tự nhiên của cái khu gần rồi thầy. Dạ mà thầy. Nè, chơi sư cô chưa? Dạ rồi cho rồi Còn đây cầm đây, có chưa? cho rồi thầy ăn xong cái miệng thầy nó bóng lưỡng, nhìn giống mấy con thịt bò vậy thầy, con hềm á thầy. Mày cũng biết ngựa nè, thấy tay ngựa ngựa hay có tiền Dạ không cho thấy nên con đâu có tiền cho nên con đâu có ngựa. phân bì người ta. Cái bữa mày ghé đâu mua cho thầy cái kiếm là có cái chân á, thầy đứng đây á, thì Dạ tha môi hay gì đó để mai con đi ở chợ. nhà mười mấy hai chục hai chục Dạ ngàn để mai con đi chợ con cái mua. vừa vừa không cần lớn lông để có cái chân đặng Dạ thầy để đây nè, để để thầy thầy ngắm. hay ngắm à môi ở này kia. Dạ con tự thầy ngắm nhung nhan của thầy chứ thầy. Dạ thầy ơi, thầy muốn cái gì bằng vàng nữa thầy? Thì cái ấm tách bằng vàng, chung bằng vàng đó, À để cho nó lâu rồi thầy uống trà rồi cho nó đẹp thầy có hai kho vàng sao thầy không lấy ra thầy mua thầy? rồi. Cái của người ta tặng quý giá mà cho mày thì gì cũng xinh hết.
khô cổ nãy nè. Khô cổ. Con muốn nói cho thầy rồi nhưng mà người ta nói chờ một chút á thầy. Qua lấy chứ ai bưng qua chị. Không có bên nào bán gì, không đây không ăn uống gì hết á. Mua cái cầm dạ. Có bưng. Bưng mình uống thì uống, bệnh uống rồi xong rồi qua. Dạ. Bữa nay có gì nói không? Thôi thầy tự biên tự diện luôn thầy ơi. Chuyện có tin đang hỏi hả mày, ta hỏi coi mình không nói để người khác hỏi. Lanh ta mấy người làm như mình. Thầy biết bữa nay có cái đại sự gì không? Bữa nay nhà nước mình bầu lại chủ tịch nước mới, thầy có cái nguyện vọng gì gửi đến cho chủ tịch nước không? Để hỏi nha, hỏi. Rồi để hỏi. Chào thầy nha. Lâu lắm rồi mình mới ghé lại chùa Pháp Tôn Hương. Bữa nay thầy thăm thầy Thích Tâm Phúc. Hôm nay thấy thầy bệnh dữ gì vậy? Dạ vậy. Bữa nay thấy thầy mới hình như mới tân trang. 43 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa. Bữa nay con thấy thầy mới tân trang lại sắc đẹp hả? Rồi ngày 8 tháng 3 là ngày sinh nhật của thầy. Là ngày quốc tế phụ nữ, là ngày sinh thầy ra. À, là ngày 8 tháng 3 luôn hả thầy? Ngày bùng nổ của thầy. Thì ngày thầy bùng lùa hả? Ừ. Thầy đẹp mà. Thầy có thể chia sẻ chút xíu rồi. Con thấy bữa nay thầy mới tân trang sắc đẹp. Cầm nhọn. Đó, thì thầy nói cái sự làm vẻ đẹp thân người có được, Phật pháp khó nghe, thân người khó lấy. Mà ai muốn lấy cho luôn. Thì thầy nói giờ thì Đức Phật ngày xưa có 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt. Thì muốn khăn người toàn diện đẹp, người ta muốn nhìn bông vậy ta ngắm bông đẹp, chứ ai ngắm bông bị héo, bị hư, bị còi. Thì ta thường thường khen và khích những cái bông đẹp. Thì người cũng vậy, càng cái tuổi trẻ hồn nhiên, trong trắng, dễ thương, rồi người có phong độ, có khí khái. Còn phụ nữ càng đoan trang, phụ nữ nói nhỏ nhẹ, dễ thương và đẹp, và lúc nào ăn nói cũng lịch sự và có cái nghề nghiệp nào nó chuẩn đối với người nữ. Thì con người thì ai sinh ra đâu phải ai toàn diện hết, ở xấu cái này thì đẹp cái kia, mà đẹp cái này thì nó xấu cái kia, thì không ai cân bằng được hết.